Các nữ idol K-pop luôn được ngưỡng mộ bởi họ lúc nào cũng diện lên mình những bộ trang phục đẹp mắt với trang sức sang trọng và phụ kiện thời thượng. Các cô gái luôn xuất hiện trước máy quay và trước mặt người hâm mộ trong dáng vẻ xinh đẹp, chỉnh chu. Thế nhưng cũng có những dịp đặc biệt khi mà các nữ idol thỏa sức bung lụa, show ra dáng vẻ của bản thân trong những bộ trang phục cosplay trên content nhóm hay trong dịp lễ Halloween, khiến cho các fan cười nắc nẻ rồi giật mình ngỡ ngàng vì quá slay. Hãy cùng NHT K-pop điểm dưới đây một vài tạo hình thú vị mà các nữ idol đã từng thử qua nha. 1. Jennie Blackpink, Christoph điển trai. Trong tập 6 của 24/365 cùng Blackpink, các thành viên của Hắc Hường đã quyết định mặc những bộ trang phục dễ thương để quay video vũ đạo How You Like That chiều lòng Blink. Với chủ đề là bộ phim Nữ Hoàng Băng Giá, các cô gái đã quyết định bốc thăm ngẫu nhiên để chọn nhân vật. Và kết quả là đại ca Jennie của chúng ta đã trúng thưởng nhân vật nam Christoph, dù chưa ngay từ đầu cô nàng đã thể hiện mong muốn được đóng vai nữ hoàng Elsa. Vẻ mặt thất vọng của cô nàng cùng với hình ảnh trái ngược, ba thành viên còn lại vui vẻ chạy đằng sau đã khiến nhiều fan không khỏi bật cười. Tuy nhiên, khi Jennie xuất hiện trong bộ trang phục của Christoph, không chỉ các fan mà các thành viên còn lại đều thấy nữ idol rất dễ thương. Với mái tóc búi cao hai bên cùng với bộ trang phục màu nâu, nhìn giọng ca You and Me giống như một em bé đáng yêu. Cô nàng dù lúc trước đã thất vọng thế, nhưng một lúc sau lại rất thích thú nhảy nhót một cách hưng phấn trong bộ trang phục này. 2. Jisoo Blackpink, Lalisa cực chất. Cô chị cả Jisoo của Hắc Hường hỏi cũng đã từng gây bão cộng đồng mạng 2 năm trước với tạo hình Lisa trong dịp lễ Halloween. Trong cuộc phỏng vấn với Jackson Show của Lisa, khi được hỏi lý do giọng ca Flower chọn cosplay mình, Lisa đã cười và kể rằng khi cô rủ chị mình hóa trang, Jisoo đã không ngần ngại và bày tỏ rằng mình muốn được hóa trang thành Lalisa. Sau khi được chính chủ gợi ý tạo hình Lisa đội mũ len tròn, Jisoo đã có màn hóa trang vô cùng slay khiến các Blink phải bất ngờ. Nữ idol đăng một loạt ảnh vô cùng cool ngầu với dòng caption: "Hôm nay mình là Lalisa đó." Khác với hình ảnh dịu dàng nữ tính thường ngày, cô nàng biến hóa thành em út với những biểu cảm không thể chất hơn đã đốn tim rất nhiều người hâm mộ. Đến chính Lisa khi xem bức hình cả hai chụp chung còn tinh nghịch nói không thể phân biệt được ai mới là Lisa thật, khiến cho dàn host bật cười. Nhiều fan còn cho rằng bộ trang phục mà cô mặc giống gần như 100% bản gốc vậy, và sự thật là đó cũng chính là bộ outfit gốc của Lisa mặc trong MV. 3. Lisa Blackpink, búp bê trong trò chơi con mực. Cùng với chị cả Jisoo, em út Lisa cũng đã có một màn hóa trang khiến cho coupling phải ngỡ ngàng. Cô nàng chọn nhân vật búp bê trong bộ phim Trò Chơi Con Mực hot hit toàn thế giới vào 2 năm trước. Với mái tóc ngắn màu nâu được buộc gọn sang hai bên cùng với bộ váy yếm màu vàng cam, trong nữ idol vừa tinh nghịch lại rất dễ thương. Dù vậy, thông qua những bức hình mà cô nàng đã đăng tải, giọng ca Money đã diễn tả loạt biểu cảm vô hồn, đứng im như tượng, khiến cho ai cũng liên tưởng đến sự đáng sợ của con búp bê trong bộ phim này. Khi được hỏi về màn hóa trang, em út cho biết cô rất thích xem bộ phim và rất mong chờ vào mùa 2, đặc biệt khi nghe câu hỏi rằng liệu có cơ hội nào được xem cô nàng diễn xuất với tư cách là diễn viên khách mời trong bộ phim không? Nữ idol đã nói rằng không biết bản thân có thể diễn hay không. Dù vậy, cô nàng đã không giấu nổi sự thích thú khi xem vài clip nổi tiếng của Trò Chơi Con Mực và bài hát Money của mình. Có lẽ đó cũng là lý do Lisa đã chọn nhân vật trong bộ phim để biến hóa. 4. Rose Blackpink, cô sinh viên giản dị bất ngờ. Khác với những người chị em của mình, trong dịp lễ Halloween, bông hồng nước Úc đã lựa chọn hóa trang thành một cô sinh viên với tạo hình mộc mạc, đơn giản, với mái tóc thắt hai bên, đeo kính cận, tay cầm máy quay và sách. Thậm chí cô nàng còn tỉ mỉ với chi tiết đeo niềng răng. Dù chưa thể xác định được nhân vật này được giọng ca chính của Hắc Hường lấy cảm hứng từ đâu, nhưng trái ngược với tạo hình ngọt ngào cùng dòng caption "Tớ là sinh viên của tháng nè", cuốn sách nữ idol cầm lại có tên "Tất cả những người bạn của tôi đều đã chết", một cái tên đáng sợ một cách bí ẩn. Nhưng dù vậy, Rose đã có một màn hóa trang khiến các fan thích thú. 5. Cabrina Espa, nữ hoàng đỏ. Nếu ai đã và đang stan các nhóm nhạc đến từ công ty SM, thì sẽ không lạ lẫm gì với bữa tiệc Halloween được tổ chức hàng năm. Ngoài trừ những năm gần đây, các idol nhà SM đã luôn gây bão với những tạo hình từ đáng sợ cho đến hài hước trong bữa tiệc ngày Halloween. Và tất nhiên, Cabrina cũng không phải là ngoại lệ. Những năm về trước, trưởng nhóm Espa đã xuất hiện với tạo hình nữ hoàng đỏ trong bộ phim Alice ở xứ sở thần tiên. Cô nàng diện bộ váy đỏ với make-up mắt xanh đầy ma mị, khiến các fan đã khó nhận ra một Cabrina với visual AI xinh đẹp trên sân khấu. Đây được coi là một trong những tạo hình Halloween gây bất ngờ thời điểm đó. 6. Winter Espa, thủy thủ mặt trăng đáng yêu. Mới đây, trong lần comeback của Espa với ca khúc Supernova, cô bé mùa đông của nhóm đã gây sốt với tạo hình thủy thủ mặt trăng vô cùng dễ thương trên sân khấu của Inkigayo. Winter đã xuất hiện với tạo hình mái tóc búi củ tỏi hai bên nổi tiếng của thủy thủ mặt trăng, và ngay sau đó, fan cam này đã viral và hiện tại đã đạt được hơn 400.000 lượt xem bởi sự xinh đẹp và dễ thương của cô. Hy vọng rằng dòng ca drama sẽ xuất hiện nhiều hơn với những tạo hình như thế này một lần nữa. 7. Itzy, vai phản diện trong các bộ phim.
Các cô nàng cũng đã từng hóa trang trong clip quay vũ đạo nhân dịp lễ Halloween với chủ đề là các vai phản diện. Chúng ta đã thấy được mặt bí ẩn và cuốn hút của Izzy. Với những nhân vật như thuyền trưởng Jack, mụ phù thủy trong Nàng Tiên Cá hay tiên hắc ám trong Maleficent, Izzy đã chiêu đãi người hâm mộ màn vũ đạo có 102. Trong quá trình biểu diễn, các cô gái còn khéo léo lồng ghép diễn xuất và những câu thoại của nhân vật mà bản thân đang diễn nữa. Phải vỗ tay cảm thán cho sự đầu tư của các thành viên phải không nào? 8. Eugene Ive, nàng tomboy điển trai. Trong chương trình Săn Lùng Thỏ Ngọc, nhóm trưởng của Ive đã khiến các fan thồng tim bởi màn hóa trang thành nhân vật Go Eun-chan trong bộ phim đình đám một thời, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Eugene xuất hiện trong dáng vẻ chạy từ xa tới, trong bộ trang phục nhân viên quán cà phê, cùng mái tóc bóp ngắn vừa đáng yêu vừa điển trai, khiến cho dàn cast phải hét lên đầy thích thú. Thậm chí giọng ca Love Live còn tinh nghịch diễn lại câu thoại Sachanim huyền thoại. Ban đầu cô nàng dự tính sẽ cắt tóc thật để biến hóa thành nhân vật này. Thế nhưng vì công ty không cho phép, cô nàng vẫn hết mình bằng cách cắt tóc mái để phù hợp với nhân vật hơn. Kết quả là một màn hóa thân huyền thoại đã ra đời. Nữ idol gây bất ngờ bằng diễn xuất giống bản gốc đến 90%. Đặc biệt cô nàng còn tinh tế chuẩn bị đạo cụ diễn là những quả hạt sòi nhặt ngay góc đường. Dáng vẻ cô nàng xoa xoa mái tóc ngắn trông thật rung động đúng không các Dive? 9. Dayun Twice, những màn hóa trang có tầm. Cô nàng đậu phụ nhà JYP đã từng gây sốt cho các quants bởi những màn biến hóa có tâm tại những buổi fan meeting của nhóm, trong đó phải kể đến tạo hình thần đèn của cô. Người hâm mộ đã phải công nhận cho sự hy sinh và hết mình của nữ idol khi sở hữu những màn hóa trang khó nhằn như búp bê Annabelle, người khổng lồ xanh và cả thần đèn. Nhìn cô nàng nhảy múa vui vẻ và giao lưu nhiệt tình với fan trong tạo hình đầu trọc và gương mặt xanh lè đã khiến cộng đồng mạng cười nắc nẻ. 10. Shana Twice, công chúa Mera. Shana cũng là thành viên chịu chơi của Twice khi hóa thân thành công chúa Mera của vương quốc Atlantis trong bộ phim Aquaman với mái tóc đỏ bồng bềnh cùng bộ đồ màu xanh lấp lánh, trong bông hồng xứ sở hoa anh đào thật quyến rũ và xinh đẹp. Cô nàng vừa bước trên sân khấu vừa chào fan, trên tay cầm cây đinh ba trông thật quyền lực đúng không nào các quants. 11. To You Twice, hóa thân thành cô dâu. Những thành viên của Twice xứng đáng được treo bằng khen cho dải cống hiến của năm khi tất cả các thành viên đều sở hữu những tạo hình gây sốc. Sự lăng xả của các cô nàng trong fan meeting không thể đùa được. Là main visual của Twice, To You luôn được biết tới là cô nàng xinh đẹp. Thế nhưng trong một buổi fan meeting năm 2018, nữ idol đã gây sốc với tạo hình cô dâu đầy ma mị và có phần hơi đáng sợ với lớp trang điểm màu xanh. Nhưng dù vậy, trong nữ idol vẫn rất xinh đẹp. 12. Yeri, Red Velvet, cô công chúa nhí nhảnh trong cung. Trong bữa tiệc Halloween của SM năm 2021, em út nhà nhung đỏ đã gây ấn tượng với màn hóa trang thành nhân vật chính trong bộ phim Cung, một bộ phim truyền hình tuổi thơ của bao thế hệ tại Hàn Quốc. Yeri đã mặc hanbok, tay cầm điện thoại và nhí nhảnh diễn lại nhân vật một cách dễ thương, khiến các fan phải cảm thán. Quả không hổ danh là em út, sự hấp dẫn của Yeri đúng là không thể chối từ, phải không nào? Qua những màn hóa trang từ dễ thương hài hước đến xinh đẹp quyến rũ của các nữ idol K-pop, ta đã thấy được những khía cạnh thú vị khác của idol, đồng thời thấy được sự hết mình của những nữ idol khi rũ bỏ hình tượng xinh đẹp thường thấy trên sân khấu và đầu tư vào những màn hóa trang có 102 này. Hy vọng rằng một ngày không xa, chúng ta lại có dịp để nhìn thấy những màn biến hóa thú vị hơn của các idol K-pop, không chỉ ở dịp lễ Halloween mà còn ở trên những content hay ho khác. Còn idol bạn đã có những màn hóa trang thú vị nào rồi? Hãy comment phía dưới cho tụi mình được biết với nha. Còn bây giờ nhớ đăng ký và ấn nút chuông thông báo để đón chờ video tiếp theo từ N2T K-pop ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào lần sau. Bye bye!